Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube này nha. Hôm nay thì mình dẫn lại cái ngã ba Huyền Thoại mà xà lan qua lại rất là đông quay cho các bạn xem này. Thì phía sau đây mình thấy rất là nhiều xà lan này, khoảng 3-4 chiếc gì đây. Đó, không, rất là nhiều. Bây giờ thì mời các bạn mọi người cùng xem chiếc đầu tiên sẽ đi qua cua nha. Chiếc này thì cũng có hai cabin. Trọng tải thì theo mình đoán thôi nha, cũng không chính xác. Thì cái này thì theo mình biết chắc khoảng 700 đến 1000 á, nhưng mà không biết có chính xác không nha. Anh em đi xà lan và các bạn mọi người có chỗ nào sơ sót thông cảm cho mình ha. Đây, ở dưới thì có một anh ảnh đưa cái ngón tay lên kìa, không biết có chửi không nữa. Nguy hiểm quá. À, cái chỗ này xà lan qua lại rất là đông nha. Chiếc này chở hàng, ở ngoài hình như có một chiếc đi vô nữa hay sao, có một cái tiếng còi Huyền Thoại của bạn. Đang chạy một tốc độ rất là chậm ha. Đa số thì các bạn biết không, xà lan thì người ta sẽ chở cái mũi lúc nào cũng khẩm hơn cái đuôi hết trơn á. Vì nếu mà cái đuôi ở phía sau, cái lái phía sau mà khẩm á, thì khi bị cạn rất là khó ha. Đây bây giờ chiếc này đang bò từ từ ra đây. Chiếc này Long An ha. Ôi ôi khói kìa. Mình nghĩ là cũng dữ dữ lắm nha. Đó, đang chạy chậm chậm ra này, chút nữa mấy ảnh sẽ nẹt ra lên này. Đó, các bạn thấy chưa, cái máy cung pin thấy không? Wow, phê nha. À, anh tài công ở dưới thì anh đang canh lại ngay để đi ra nha các bạn. Vì phía trước thì cái ngã ba sông. Đó, đang đạp kìa, wow, khối kìa. Quá trời cái chiếc này rồi các bạn ơi, cái tiếng máy nó phê kìa. Ôi 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 ôi. Ôi ôi. Quá góng rồi. Phê nha. Đi tới đây là xà lan mắc trớn rất là khó ra nha các bạn. Đó, các bạn nghe tiếng máy nó phê chưa? Đây, đầu xà lan đây. Bấy đầu các bạn xem này. Đó, thấy không? Xà lan vẫn gắn máy để qua cua ha. Phía trước thì cũng có một chiếc xà lan đang đậu nữa kìa. Xà lan nó của bé Thảo đó. Đây, ga khói này. Bắt đầu nẹt này nha. Khi mà cái giọng của Min á các bạn biết không, khi mà hạ ga xuống vậy á là lên ga là bất ngờ nó có cục khói xuất hiện. Nó là tại dầu nó nạp vô nhiều quá hay sao mình không hiểu ha. Chiếc này thì mình thấy cũng hơi cũ cũ rồi các bạn, nhưng mà thấy cũng còn im im nè, cũng còn ngon ngon nè. Anh em các bạn đi xà lan nếu mình quay có chỗ nào sơ sót thì mong mọi người thông cảm cho mình nha. Tại vì mình thì khả năng của mình là chỉ dự đoán thôi. Mình rất thích những cái tiếng động cơ, thì rất thích những cái máy xà lan. Rồi thứ hai nữa là những cái chiếc xà lan thì nó phê lắm các bạn. Đúng rồi. Wow, 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 quá trời khối vậy má ơi. Ôi trời ơi. Quá dữ. Ôi ôi. Ôi quá trời ơi. Ôi ôi. Nè. Bừng lên ra. Chúc anh chị và các bạn mọi người xem video mình cũng như anh em lái tàu đi đường thủy thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui nha. Thì mình xin nhắc lại, nếu anh em các bạn xem chỗ nào sót thì mong mọi người thông cảm góp ý cho mình thêm. Quá phê.
bạn thấy không, lái một chiếc xà lan mà để qua cua vậy phải đòi hỏi nhiều năm kinh nghiệm ha. Nếu mà tài công mà mới qua cái là vô gốc cây liền, rất là cực kỳ nguy hiểm. Vậy là một chiếc đã qua cua ăn đã hoàn thành thành công. Quá trời luôn, cái lái nạp đụng sát bên kia luôn ha. Vì cái chiếc này các bạn biết không, vì nó dài quá cho nên là phải lấy hết như vậy mới qua được ha. Ok, đã hoàn thành một chiếc. Đây bây giờ thì tiếp tục thì trên hình nhỏ các bạn mấy anh em thì xuất hiện một chiếc xà lan, một cabin chở cát. Phía trước có một anh ở trần kéo quần. Chiếc này thì theo mình đoán nha, các bạn nên nhớ là mình chỉ đoán thôi, khoảng tầm hoặc chắc khoảng tầm 500 đến 700. Máy thì theo mình cũng đoán thôi là chắc giờ là dòng Cumin. Anh em nên lưu ý ha, là mình trong video thì mình đã nói lại là mình chỉ đoán là thứ nhất, và thứ hai nữa là mình rất là mê xà lan, vì mình mê cái tiếng động cơ nó gầm hú phê lắm các bạn. Chút nữa sẽ qua cua cho các bạn xem nha. Hình như trên chị nữ lái hay sao mà, ủa đâu phải, à anh nam, mà tại vì anh đây tóc dài vậy các bạn. Đây bây giờ chiếc này đang bóp kèn để chuẩn bị qua cua nha. Chợ đá này chắc là đã bụi dơ hay sao các bạn. Lên ga nha. Anh này anh cười anh chào mình đây. Có xem. Đây ảnh rất là vui vẻ để cho mình quay được động phim này nha. Rất là thích mấy anh em vậy. Chiếc này ở Bạc Liêu hả các bạn. Bắt đầu anh tài công anh đã rào vị trí, anh sẽ lên ga một màn cho các bạn xem đầy ấn tượng này. Lên ga đi anh, lên ga lên. Đây anh tài công như rất là vui nha các bạn. Này các bạn xem nha, anh sẽ lên ga một màn cho các bạn xem cực kỳ phê này. Đó, bắt đầu nha, chắc ăn với các bạn luôn, giống như một chàng pháo hoa gì chuẩn bị nổ vậy. Chưa nữa ta, anh sẽ canh hết cái đường biên bên kia, đừng nữa cho nó va vô cái hành lang cái gì, cái trụ bảo vệ cầu á. Nó thấy chưa. Wow, quá phê, quá phê thiệt. Wow, xin chúc anh chị thật nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong công việc và cuộc sống nha. Tuyệt vời. Đó là chiếc thứ hai các bạn, còn sẽ là còn hình như là thấy phía sau còn mấy chiếc nữa. Ok, đã là chiếc thứ hai. Hình như là mình thấy chiếc một cabin này đó nó rất là dễ lái hay sao á ta, hay là nó cục đòn hay sao mình không biết nữa. Thế bây giờ thì ở bên trong xuất hiện chiếc xà lan to đùng luôn các bạn, đang quậy vô này. Wow, chiếc này quá trời màu vậy ta. Ok, màu xanh màu gì quá trần luôn. Chiếc này bự ghê ha, chết rồi, không biết làm sao đây. Cái cabin, anh em đi xà lan các bạn đi qua đây thì hãy hết sức chú ý nha, vì cái cầu này nó cũng khá là cao, khá là thấp chứ lộn. Đó, chiếc này rất là bự. Chiếc này thì chắc mình nghĩ chắc cũng khoảng tầm 700-800 đến 1000 quá. Chiếc này ở Đồng Nai nè các bạn. Wow, anh xà lan phải làm gì đây, chui vô. Ok xong, máy im ru ha, không có gồ, không có hù hí ha, không có gầm hú. Chiếc này vô đây chắc lấy hàng quá. Phía chiều ngược lại thì các bạn thấy không, cũng có một chiếc đang đổ ra này. Chiếc này cũng nhỏ nha. Đó, anh này anh né qua bên cho anh bự này đi tới nè, thì qua cua mà vô khúc hẹp thì nó phải như vậy ha.
Còn xà lan này chắc mình nghĩ là xà lan gia đình quá, tại vì thường là nguyên gia đình ta đi theo á. Ồ, anh quay ngang, anh lên ga, anh ga cua liền. Xuất hiện thêm một chiếc ở ngoài đi vô nữa các bạn. Ồ, cái cua này hôm nay nhiều xà lan vô ghê nha. Đây, chiếc ở trong này. Chiếc trong là chiếc nãy đấy. Anh quay vô. Ok. Vô đây cái mũi thấp thấp không ha. Quá trần, chiếc này chạy đã ha. Ồ, anh tài công cũng phải hụp xuống ha. Nguy hiểm ghê ta. Chết rồi, chết rồi. Anh này sao đây? Kìa, hai chiếc qua mặt nhau nữa kìa. Đây, anh này anh chuẩn bị qua mặt nè. Ây da, cái càng nhỏ mà thốn như vậy ta. Máy này nghe cũng ấm ghê ha. Lên ga luôn. Lên ga anh. Anh mới cười với em mà. Rồi anh không lên ga rồi. Tại vì xà lan nổi mà, mắc gì phải lên ga chi cho tốn dầu. Đó, chân vịt cũng đạt như ai ha. Tuy là nhỏ nhưng mà cũng có vỏ. Wow, đẹp nha. Ok, đó là 3 chiếc. Đây bên trong thì tiếp tục có một chiếc xà lan đang đi ga này các bạn. Wow, có một cô đứng ra ngoài kìa. Chiếc này tiếng kèn khá là lớn nha. Hỏi thử là ở trên có chiếc nào đi qua không ha. Đây ở phía trước thì có một cái cây này cản trở xà lan này, không biết sao đây. Bến Tre. Wow, tiếng máy nghe cũng gầm hú dữ ha. Đây, cái cây nè. Không biết sao đây. Đó. Wow, tiếng máy cũng nẹt phê lắm nha. À, cây không làm gì chiếc xà lan. Wow, tiếng máy cũng phê ha. Chiếc này cũng nhỏ thôi các bạn. Cái động cơ xà lan không biết sao mà mình đã thích nghe ghê. Nó wow, hẹn ghê. Anh em nào ở Bến Tre điểm danh nhìn biết cả nha. Phê chưa? Đây chiếc này thì đang vô này. Xà lan mà cabin bằng mũi ghe này. Quả trần đạp nước kìa. Ôi dồi, máy nó chắc Vino quá. Đây sau một pha ngoài đầu thì anh ấy đã chuẩn bị vô đây cho các bạn nghe tiếng máy nè, xà lan quá trời dân lưới luôn. Đó, lên ga này nha. Đó, wow, phê chưa? Quá dữ. Quá dữ, lên ga luôn. Lên ga. Wow. Các
là cái máy bên dưới là Hino á. Thường là cái dòng Hino là nó có cái tiếng máy vậy đó các bạn. Xà lan gia đình